Xin chào các bạn. Thì hiện tại những ngày gần đây thì trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một cái thông tin là tấm che nắng của Toyota Vios có cái phần lõi làm từ bì kẹt tông. Và hôm nay thì ô tô Sài Gòn sẽ tiến hành thực nghiệm kiểm tra thử thông tin đó bằng cách là mình sẽ rạch hai tấm che nắng này. Một tấm này thì mình mua ở khu vực đường An Dương Vương với giá là 300.000. Còn một tấm bên này là mình mua ở Toyota Bến Thành. Giá là 1.150.000. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành rạch cái tấm này là cái tấm đầu tiên, là hàng lô mình mua ở khu vực đường An Dương Vương với giá là 300.000. Như các bạn có thể thấy thì cái tấm lô mình mua ở khu vực đường An Dương Vương thì nó sẽ bao ở bên ngoài, nó sẽ là một lớp da, ở trong là một lớp xốp, và chính thức là ở trong cái phần lõi của nó là làm từ giấy. Đây là cái tấm lô mình mua ở khu vực đường An Dương Vương. Trước khi mà tụi mình tiến hành đặt cái tấm chính hãng mà tụi mình mua ở Toyota Bến Thành ra, thì mình xin mời bạn Phong chia sẻ về một chút về cái quá trình bạn Phong đi mua cái tấm này ở Toyota Bến Thành thì sẽ gặp một ít trục trặc hay là khó khăn gì. Chào tất cả các bác, em mua đây là ở Toyota Bến Thành. Lúc mà em mua cái tấm này là hãng yêu cầu là phải có biển số xe rồi sô cà vạt xe ra cho thì nhân viên mới bán. Em mua tấm này là tổng cộng là 1.150.000. Bây giờ em sẽ đập ra cho tất cả các bác coi. Đây, tem Toyota, Made in Thái Lan, Bến Thành, Toyota Bến Thành đi. Bạn Phong có thể chia sẻ thêm là cái tấm này là tấm che nắng của xe Toyota nào và đời bao nhiêu được không ạ? Đây là tấm Toyota Fortuner đời 2012. Xin mời các bạn cùng theo dõi nhé. Đây, nguyên siêu, tụi mình chưa có nguyên siêu, và đây cái chỗ mà để kẹp cái giấy tờ vẫn khung rồi đầy đủ. Có vẻ như là phần xốp của hàng chính hãng được làm. Đây các bác, nó khác với lại giấy ép cứng như là mình mua của An Dương Vương. Đây là hàng chính hãng của Toyota Việt Nam, ở trong là bằng giấy cạc tông. Một miếng xốp và một miếng bọc da ở ngoài. Và cuối cùng là giấy cạch tông. Mình để mình trong coi trong cái lỗi đó là gì. Đây là một cái gọng kim loại để định hình lại cái phần lưới che nắng. Các bạn có thể thấy là hai miếng giấy cạch tông là được dán lại với nhau bằng một lớp keo ở giữa. Đây là keo. Có vẻ như thì cái phần cái tấm che nắng của hàng chính hãng thì có phải làm rất là kỹ hơn một tí, với phần xốp làm màu xanh rất là đẹp. Và các ở đây thì mình đếm thử là có khoảng hai lớp bì carton ép lại. Rồi đây là kết quả mà tụi mình mua chọn bất kỳ một showroom nào của Toyota chính hãng, và tụi mình mua một tấm này về, và tất cả đều được nguyên siêu. Và cái những hình ảnh về hóa đơn hay là tem về cái phụ kiện, mã phụ kiện thì tụi mình sẽ úp sau một bài viết ở trên diễn đàn của ô tô Sài Gòn. Và đúng như cái thông tin trên mạng thì cái phần lõi của tấm che nắng của Toyota được làm bằng bì kẹt tông. Và theo mình thì cái bộ phận này thì nó rất là hiếm khi mà phải thay thế trên xe Toyota. Và mình nghĩ thì ngoài cái khung tự làm từ kim loại và những cái chi tiết bằng nhựa để bắt lên trần xe thì rất là đẹp rồi, thì những cái chi tiết bên trong làm từ xốp và bì kẹt tông thì theo mình là để giúp giảm trọng lượng lại, cũng như là nó sẽ tránh được cái sát thương khi mà xảy ra tai nạn cho người trong quá trình điều khiển. Chỉ cần che nắng thôi, là nó chỉ cần làm gọn. Còn cái vật liệu thì nhà sản xuất có thể chọn xốp hoặc là nhựa, hoặc có thể là kẹt giấy tông, không thành vấn đề gì hết. Rồi, xin chào các bác, và hẹn gặp lại cái clip lần sau.